AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Hello everyone, welcome to English 5, Unit 9. What did you see at the zoo? Xin chào tất cả con, chào mừng các con đến với môn học tiếng Anh 5. Bài học số 9, bạn đã nhìn thấy gì ở sở thú? Lesson 2, tiết học số 2. Activity 1, look, listen and repeat. Hoạt động số 1, quan sát, lắng nghe và nhắc lại. Let's look at 4 pictures and get the meaning of the dialogue or the topic that you will learn today. In the picture 1, you can see 2 boys. They are talking with each other at the schoolyard. Ở bức tranh số 1, các con có thể nhìn thấy 2 bạn nam đang nói chuyện với nhau ở sân trường. In the picture B, you can see that they are thinking about some lions and talk about them. Ở bức tranh số 2, con có thể nhìn thấy các bạn ấy đang là nghĩ về các con sư tử và đang nói chuyện với nó. Picture C, they talk about snake. And picture D, they talk about pandas. Ở bức tranh C, các bạn đang nói chuyện về con chăn hoặc là con rắn. Và ở bức tranh D, các bạn đang nói chuyện về những con gấu. So, listen and follow first. Bây giờ các con sẽ cùng lắng nghe và theo dõi đoạn hội thoại. You can use your pen or your finger to follow each speech. Các con có thể dùng bút hoặc dùng tay để dõi theo các lời thoại nhé. Page 60, Lesson 2, Activity 1. Look, listen and repeat. A. Did you go to the zoo last week, Fong? Yes, I did. What was it like? It was great. B. What did the lions do when you were there? They roared loudly. C. I saw a python too. It moved really quietly. D. And I saw 2 pandas. They were really cute and did things slowly. Okay, they are talking about the animal at the zoo, as you can see. Now, let's listen and repeat each speech. Page 60, Lesson 2, Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Did you go to the zoo last week, Fong? Next. Yes, I did. Next. What was it like? And? It was great. B. B. What did the lions do when you were there? They roared loudly. Next. C. I saw a python too. It moved really quietly. And the last one. D. And I saw 2 pandas. They were really cute and did things slowly. Okay, after you finish repeating, let's translate the dialogue into Vietnamese and make sure that you understand the meaning of this dialogue. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dịch nghĩa đoạn hội thoại sang tiếng Việt nhé. Bạn đã đến sở thú vào cuối tuần trước đúng không, Phong?
Đúng rồi, tôi đã đi. Nó đã như thế nào? Nó rất tuyệt. Những con sư tử đã làm gì khi bạn ở đó? Chúng đã gào lên rất to. Tôi cũng đã nhìn thấy một con trăn. Nó di chuyển rất là nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Và tôi đã nhìn thấy hai con gấu. Chúng rất là đáng yêu và chúng làm mọi việc chậm chạp. Now you can understand the meaning of the dialogue. Bây giờ sau khi đã hiểu được nội dung của đoạn hội thoại, chúng ta hãy thử xem mẫu câu nào chúng ta cần chú ý trong bài này nhé. Các con có mẫu câu đó là What did the lion do when you were there? Những con sư tử đã làm gì khi bạn ở đó? Và cách trả lời, they roared loudly. Chúng gào lên rất to. Vậy, chúng ta ghi nhớ mẫu câu. Cái gì đã làm gì khi bạn ở đó? Con gì đã làm gì khi bạn ở đó? Và cách trả lời, chúng đã như thế nào đó? Ở đây các con có một số động từ, ví dụ như roared. Động từ roar trước khi thêm ed thì sẽ là R-O-A-R, roar, gào lên hoặc gầm lên. Và con thêm ed để thể hiện đây là động từ thì quá khứ. Tiếp theo con có động từ move. Move, M-O-V-E, là động từ nguyên thể, di chuyển, và thêm d ở thể quá khứ, moved. Okay, so if you have this one, then you will practice saying in the activity 2 with this structure. Các con sẽ vận dụng mẫu câu và thực hành nói ở hoạt động số 2. Activity 2, point and say. Hoạt động số 2, chỉ và nói. You can see the structure here. What did the do when you were there? Con gì đã làm gì khi bạn ở đó? Và câu trả lời, they. Chúng đã như thế nào? Là con nhìn cách ví dụ ở bốn bức tranh bên dưới. A, we have tigers. Tigers roared loudly. Roar loudly. Những con hổ gầm lên rất to. B, peacocks. Peacocks, những con công. Move beautifully. Move beautifully, di chuyển rất đẹp. C, pythons. Pythons, những con trăn. Move quietly. Move quietly, di chuyển rất yên tĩnh. Pandas. Pandas, những con gấu trúc. Eat slowly. Eat slowly, ăn rất chậm chạp. Let's practice ask and answer words picture A first. Teacher will ask and you will answer. Bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện hỏi và trả lời về mẫu câu ngày hôm nay nhé. What did the tigers do when you were there? You answer. Let's check. You can answer. They roared loudly. Chúng gầm lên rất to. Tương tự như thế đối với bức tranh B. What did the peacocks do when you were there? You see? Good. Picture C. What did the pythons do when you were there? You answer, they. Perfect. And the last one. What did the pandas do when you were there? You say. Perfect. So you can practice ask and answer with your friends. And you can change. You ask and your friend answer, then
Your friend asks and you answer. Các con có thể luyện tập thêm với bạn của mình. Với các cấu trúc này, các con có thể đổi vai, con hỏi bạn trả lời hoặc bạn hỏi con trả lời. Sau hoạt động này, các con hãy đặt câu vào vở của mình với mẫu câu này nhé. Và sau khi hoàn thành xong việc viết câu vào vở, các con quay lại video cùng học với cô Activity 3. Hoạt động số 3, Let's Talk, cùng nói. Ask and answer question about zoo animals. Hãy hỏi và trả lời những câu hỏi về động vật trong sở thú. Ở đây các con có hai câu cần lưu ý. Câu thứ nhất, what are your favorite animals at the zoo? Các động vật yêu thích của bạn ở sở thú là gì? Các con trả lời tên các loại động vật ra. They're tiger, they're peacock, they're pythons or pandas. You can choose any animal you know and you see at the zoo. Next, what did the do when you were there? Cái gì đã làm gì khi bạn ở đó? Hoặc con gì đã làm gì khi bạn ở đó? They, chúng đã như thế nào? Các con ghi lại hai mẫu câu này vào vở và ghi nhớ nghĩa của các mẫu câu để có thể vận dụng đọc và viết các mẫu câu này nhanh hơn nhé. After activity 3, you will move to activity 4 with me. Here we go. Activity 4. Listen and circle A or B. Lắng nghe và khoanh tròn đáp án A hoặc B. Ở đây các con có 3 câu hỏi. Các con cần lắng nghe và chọn câu trả lời phù hợp với các câu hỏi. Chúng ta sẽ cùng đọc trước khi nghe nhé. Number 1. What did the gorillas do when Nam was at the zoo? Con khỉ đột đã làm gì khi mà Nam ở sở thú? They move quickly. Chúng di chuyển nhanh nhẹn. Or they move slowly. Chúng di chuyển chậm chạp. Number 2. What did the pandas do when Quân was at the zoo? Những con gấu trúc đã làm gì khi mà Quân ở sở thú? A. They move slowly and they ate quickly. Chúng di chuyển chậm chạp và chúng ăn rất nhanh. B. They move quietly and they ate slowly. Chúng di chuyển yên tĩnh và chúng ăn rất chậm. Number 3. What did the peacocks do when Fong was at the park? Những con công đã làm gì khi Fong ở công viên? They ate slowly. Chúng ăn rất chậm. Or B. They move beautifully. Chúng di chuyển rất đẹp. You will listen 2 times, then at the 3rd time, you will check with teacher. Các con sẽ nghe 2 lần, sau đó ở lần số 3 các con sẽ cùng kiểm tra đáp án cùng với cô. Now, are you ready to listen? Now. Page 61. Activity 4. Listen and circle A or B. 1. I went to the zoo last weekend. What did you do there? I took photos of the gorillas for my science project. What were the gorillas like? They moved really quickly. 2. Did you visit the zoo last Wednesday? Yes, I did. I saw some cute pandas. What did they do? Nothing really. They moved around quietly and ate their food slowly. 3. Where were you yesterday? I was at the park. What did you see there? I saw a lot of peacocks. I love them. Me too. They move so beautifully. Okay, listen a second time. Page 61. Activity 4. Listen and circle A or B. 1. I went to the zoo last weekend.
What did you do there? I took photos of the gorillas for my science project. What were the gorillas like? They moved really quickly. 2. Did you visit the zoo last Wednesday? Yes, I did. I saw some cute pandas. What did they do? Nothing really. They moved around quietly and ate their food slowly. 3. Where were you yesterday? I was at the park. What did you see there? I saw a lot of peacocks. I love them. Me too. They move so beautifully. Did you finish answer for three questions here? At the third time now, you will listen and check each questions with teacher. Page 61, activity 4. Listen and circle A or B. 1. I went to the zoo last weekend. Number 1. I went to the zoo last weekend. Tôi đã đến sở thú vào cuối tuần trước. What did you do there? What did you do there? Bạn đã làm gì ở đó? I took photos of the gorillas for my science project. I took photos of the gorillas for my science project. Tôi đã chụp những bức ảnh về con khỉ đột cho dự án khoa học của tôi. What were the gorillas like? What were the gorillas like? Những con khỉ đột như thế nào? They moved really quickly. They move really quickly. Chúng di chuyển rất nhanh. Vậy thì các con có đáp án của câu số 1 chính là A. They move really quickly. Then you circle A here. Okay. Do you have correct answer? I hope that. Number 2. Now. 2. Did you visit the zoo last Wednesday? Did you visit the zoo last Wednesday? Bạn đã đến thăm sở thú thứ tư trước chứ? Yes, I did. I saw some cute pandas. Yes, I did. I saw some cute pandas. Có, tôi đã đến và tôi đã nhìn thấy những con gấu trúc rất đáng yêu. What did they do? What did they do? Chúng đã làm gì? Nothing really. They moved around quietly and ate their food slowly. Nothing really. They moved around quietly and ate their food slowly. Thực sự cũng không có gì. Chúng di chuyển xung quanh rất yên tĩnh và ăn đồ ăn của chúng rất chậm chạp. So you have they move quietly and they ate their food slowly. It's the answer B. Finish. And the last one, number 3. Three. Where were you yesterday? Where were you yesterday? Bạn đã ở đâu vào hôm qua? I was at the park. I was at the park. Tôi đã ở công viên. What did you see there? What did you see there? Bạn đã nhìn thấy gì ở đó? I saw a lot of peacocks. I saw a lot of peacocks. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều con công. I love them. I love them. Tôi rất yêu chúng. Me too. They move so beautifully. Me too. They move so beautifully. Tôi cũng thế. Chúng di chuyển rất đẹp. So you have the answer here is B. They move beautifully. Okay. How many correct answers do you have?
I think that you have all three answers are correct. Okay. Then after finish activity 4, that you can change to activity 5. Write about your visit at the zoo. Hãy viết về chuyến đi đến sở thú của mình và cách trả lời các câu hỏi dưới đây. Number 1. When were you at the zoo? Bạn đã đến sở thú khi nào? Các con có thể trả lời. I was at the zoo last Sunday. Tôi đã đến sở thú vào chủ nhật trước, hoặc last weekend vào cuối tuần trước. Vào thứ nào đó, thứ mấy thì con sẽ ghi vào thời gian vào đây. Number 2. What did you see there? Bạn đã nhìn thấy gì ở đó? You can answer like I saw some gorillas, or I saw some pythons, or I saw some pandas. It depends on you. Các con có thể viết là tôi nhìn thấy con chăn này, hoặc tôi nhìn thấy nó con gấu trúc. Tùy vào các con nhìn thấy con gì. Number 3. What did the animal do when you were there? Những con vật thì làm gì khi bạn ở đó? Những câu này rất là dễ thôi. Các con có thể nhìn lại các hoạt động vừa rồi trong bài số 2 để trả lời các câu này. Các con nhìn ví dụ sau đây, cô sẽ làm ví dụ để các con có thể thực hành trả lời vào vở và vào sách của mình nhé. Number 1. I can say I was at the zoo last weekend. Cô đi sở thú vào cuối tuần trước thì cô có thể viết vào đây đó là I was at the zoo last weekend. Okay. Number 2. What did you see there? Bạn đã nhìn thấy gì ở đó? I saw. Tôi đã nhìn thấy some lions. Cô nhìn thấy những con sư tử chẳng hạn. I see some lions. Number 3. What did the animal do when you were there? Cô có thể trả lời là the lions. Cô nhìn thấy những con lions. Thế thì cô sẽ viết là the lions. The lion roar loudly. Những con sư tử thì gầm lên rất là lớn. Các con có thể tham khảo ví dụ này của cô hoặc tự viết về chuyến đi đến sở thú của mình nhé. After finish activity 5, you can move to activity 6, let's play. Bây giờ khi các con đã hoàn thành bài viết, các con có thể chuyển đến hoạt động số 6 cùng chơi. Trò chơi Animals in Action. Các con vật trong các hoạt động. Charade. Trò chơi charades, trò chơi đoán từ. Chúng ta cách chơi các con đã được làm quen trong unit trước. Các con có một số cách tính từ sau. Slowly, cách chạm từ slowly, chậm chạp. Noisily, ồn ào. Quickly, nhanh nhẹn. Loudly, rất to. Quietly, yên tĩnh. Lặng lẽ. Beautifully, rất đẹp. Đây là các trạng từ được thêm đuôi ly. Các con từ slow, từ noisy, từ quick, loud, quiet và beautiful. Nếu không có đuôi ly đằng sau chính là cách tính từ. Và đây là các trạng từ chỉ cách thức xảy ra hành động. Cách thức xảy ra hành động thì sẽ gọi là trạng từ. Và các trạng từ này được bắt nguồn từ tính từ thêm đuôi ly. Các con có thể ghi vào vở của mình các trạng từ này, ghi cách tính từ chuyển sang trạng từ và ghi các trạng từ cùng với nghĩa của nó trước khi mình tham gia hoạt động số 6. Ví dụ như sau, các con có thể chơi bằng cách hai bạn hỏi và trả lời. Bạn A, what did I see at the zoo? Tôi đã nhìn thấy gì ở sở thú nhỉ?
Bạn bị đoán. You saw the elephants. Bạn đã nhìn thấy các con voi. A. What did they do there? Chúng đã làm gì ở đó? Các bạn trả lời. They walked slowly. Chúng đã đi lại rất chậm chạp. Các con có thể đưa ra các câu hỏi để hỏi bạn của mình. Và các bạn của mình sẽ cần đoán xem là con nhìn hoạt động của con và đoán xem là con đã nhìn thấy con gì và con vật đó đã làm gì nhé. Các con có thể chọn các con vật khác và chơi tương tự với trò chơi này. Ví dụ như lion hay là python. Okay. That is the end of our lesson today. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các con học tốt. Khóa học Việt Rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.